Xin chào mọi người, mình là Thiên Ân, một người đam mê kèn trumpet. Ở video trước, Ân đã hướng dẫn cho mọi người cách tạo ra nốt đầu tiên trên cây kèn. Thì nếu là ai tập nốt son thì chắc bây giờ nốt son cũng đã rất là đẹp rồi. Hoặc là ai tập nốt đồ thì chắc là môi bây giờ đã rất là mềm mại và thoải mái. Bởi vì mỗi ngày tập 15 phút với nốt đồ và hoặc là 15 phút với nốt son thì chắc chắn là môi mọi người sẽ rất là rung đều và cực kỳ kiểm soát tốt. Thì ở video này, ông sẽ hướng dẫn cho mọi người 5 nốt cơ bản cho cây kèn trumpet. Đó là nốt Đô, Rê, Mi, Fa và Son. Ok. Thì 5 nốt cơ bản này, nó sẽ có hai trường hợp. Đó là với những ai học nốt Đô đầu là nốt đầu tiên, thì mọi người sẽ bắt tập đi lên Đô ngân dài, xong tới Rê ngân dài, xong tới Mi ngân dài, xong tới Fa ngân dài, và cuối cùng là nốt Son. Ok. Và trường hợp 2 là những người học nốt son là nốt đầu tiên thì sẽ đi xuống là son, fa, mi, re, đô. Thì rõ ràng mọi người thấy không? Khi mọi người bắt đầu bằng nốt đô là nốt đầu tiên thì mọi người cũng sẽ gặp nốt son. Và những ai bắt đầu là nốt đầu tiên là nốt son thì cũng sẽ trở về nốt đô. Nên thành ra là nếu ở video trước mọi người không thể nào lên được son hay là không thể nào hạ xuống được đô thì ở video này mọi người sẽ gặp nhau. Ai cũng phải thổi được từ đô cho tới son. Bây giờ thì bắt đầu nhé. Ok, trước khi bắt đầu thì bây giờ mình sẽ tạo ra âm thanh đầu tiên trên cây kèn trumpet. Thì Ân sẽ thổi cả hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là nốt son. Trường hợp thứ hai là nốt đô. Yes. Nếu mọi người đã làm được điều này là mọi người đã thành công ở video trước rồi. Thì ở video này, Ân sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bấm phím trên cây kèn trumpet. Thì đầu tiên là Ân sẽ một cái tip nhỏ là cái ngón út này thường thường những người mới học thì nên kẹp vào. Đối với những ai tập quen thì thường thường Ân hay là những người khác thì họ sẽ bỏ ra. Tại vì phải tập chạy ngón là nhiều và ngón này nó làm hạn chế cái việc chạy ngón. Nhưng mà với những người mới học thì cái ngón này cực kỳ quan trọng, mọi người phải kẹp vô để ba ngón tay này nó luôn nằm trên đây. Và khi bấm phím kèn mọi người không được bấm như thế này à. Nó sẽ làm sao? Bởi vì khi bấm vào cái này mọi người sẽ bị vậy nè. Ví dụ ông bấm nút này, mọi người thấy cái ngón giữa không? Nó đối với những người ngón giữa không có được căng thì sẽ tự vô tình bấm luôn ngón cái giữa xuống vào. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng vậy, nhưng mà nó sẽ là có vấn đề hoặc là tai nạn gì đó nha. Nên thành ra bấm bằng đầu ngón tay tan 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 nha, kẹp vô tan 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 thì ok rồi. Thì bây giờ ở trường hợp 1, nếu mà ai bắt đầu bằng nốt son thì sẽ tập đi xuống và vẫn tập giống video trước của Ân là tập ngân dài từng nốt. Đừng vội vã nhé, tập ngân dài từng nốt để biết được rằng cái hơi của nốt đó như thế nào, cái nốt đó môi mình nó sẽ rung như thế nào. Cứ tập chậm. Thì bây giờ đó, Ân sẽ làm trường hợp 1 trước nhé. Trường hợp 1 là nốt son là nốt đầu tiên. Nốt tiếp theo mình sẽ đi xuống dần là nốt fa, là phím 1. Nốt fa. Nốt mi là 1 2. Nốt tiếp theo nốt rê là 1 3. Và nốt cuối cùng chính là nốt đô không bấm. Ok, rất đơn giản. Và mỗi một nốt mọi người tập 10 lần, 50 lần, 100 lần thì mọi người sẽ thấy được rằng là mọi người làm chủ cái kèn cực kỳ tốt và cực kỳ nhanh. Sau đó mọi người sẽ bắt đầu đi rất là nhanh. Còn đối với những người vội vã ngay từ bước đầu, đó là cứ thấy được thổi được nốt qua nốt khác, thấy thổi được nốt này qua nốt khác thì họ vẫn học nhanh đấy, nhưng mà tới một lúc họ sẽ té một cái và họ không thổi được gì nữa. Nên thành ra muốn chắc thì đi từ từ, đừng có vội nhá. Thì với trường hợp 1 này, những ai thổi nốt son xuống nốt rất là dễ, tại vì thả lỏng từ từ ha. Son, fa, mi, rê, đô, cứ thả lỏng từ từ là sẽ đi xuống được. Nhưng mà nhớ nha, phải thả lỏng nha.
còn không nó sẽ lên trên. Ân giả sử là mọi người thở sai nè, mọi người đang thở nút son, bây giờ xuống nút pha là cần thả lỏng môi một chút, mà mọi người không thả lỏng môi thì nó sẽ lên nút trên, thấy không, nó cao lên. Và không nên như thế, thổi từng nốt dài và cảm nhận nghe, mình phải dùng lỗ tai để mình nghe cái nốt mình. Son, nút pha thấp bằng nút son, ta phải ta ta, nút mi thấp bằng nút pha, chi, nghe, nghe lần nữa nhé. Nút son thì nút pha nó phải thấp hơn, nút mi phải thấp bằng nút pha, nút rê thấp bằng nút mi, và nốt cuối cùng nốt đồ là thấp nhất. Và cứ ngân dài cho tới hết hơi và lấy hơi, tập lại tập lại tập lại, tập 5 nốt cơ bản này tới khi mọi người quen cái môi rung, quen cái hơi ra, thì mọi người sẽ thấy rằng cây trumpet 5 nốt cơ bản cực kỳ dễ và mọi người có thể thổi được những bài cơ bản rồi. Ok, thì bây giờ ông sẽ thổi trường hợp 2 cho mọi người nghe, là đối với những người bắt đầu nốt đầu tiên nốt đồ. Thì ở nốt đồ đầu tiên nốt đồ nhá, thì thay vì ở trường hợp 1 các bạn đi xuống thì về trường hợp 2 các bạn sẽ đi lên. Thì sau khi nốt đồ nó sẽ là nốt rê. Thì mọi người có thấy rõ là khi mọi người tập từ nốt đồ nó sẽ khó một chút khó khăn không? Nó giống như việc leo cầu thang vậy đó. Khi mọi người leo lên nó mệt, nhưng mà khi mọi người đi xuống thì nó không có mệt. Thì nó giống y chang vậy thôi. Cái việc môi mình nó căng lên nó sẽ gặp khó khăn nhiều hơn là cái việc môi mình nó thả lỏng xuống. Nó đang căng, nó thả từ từ xuống cực kỳ dễ dàng. Còn môi mọi người nó đang như thế này mà bắt nó căng lên thì nó sẽ gặp chút khó khăn. Nên Ân luôn luôn khuyến khích học trò của Ân là bắt đầu bằng nốt son và đi xuống nốt đồ. Nhưng mà với nhiều trường hợp không bắt đầu căng được nốt son thì bắt buộc phải đi từ nốt đồ lên, và phải kiên trì và phải chịu khó kiểm soát cái môi nhiều hơn. Nhưng mà không phải là gì hết, chỉ cần nỗ lực là mọi người sẽ làm được. Thì bây giờ trường hợp 2 tiếp tục nhé, là sẽ là nốt đồ và đi lên nốt rê mi fa son. Thì nốt đồ nè, nốt tiếp theo nốt rê, thì mọi người cũng bấm vào nốt rê để sẵn rồi. Mọi người thấy không, nó phải cao hơn nốt đồ nhé. Còn nếu như thế này là chưa được nè, không được, phải cực kỳ cảm nhận và nghe được từ rê nó phải cao hơn. Lần nữa nhé, nốt đồ đi lên một quật, tiếp theo nốt mi cao hơn nốt rê, nốt pha cao hơn nốt mi, và nốt cuối cùng chính là nốt son cao nhất. Và cũng như trường hợp 1, tập 10 lần, 50 lần, 100 lần cho tới khi mọi người thật sự làm chủ được 5 nốt này. Tới khi nào mọi người muốn thổi bất cứ nốt nào mọi người thổi, và nhớ luôn cái phím bấm của nó nha, đừng có quên. Ví dụ bây giờ nói nốt pha, nhớ cảm giác môi, nhớ cái luồng hơi, nốt rê, nốt son, nốt đồ, nốt mi. Ok, đó là cách mọi người làm chủ được 5 nốt cơ bản. Và nếu mọi người tập luyện cái này nhiều thì việc học la si do re mi nó cực kỳ đơn giản nha mọi người. Và Ân cũng chia sẻ thêm một tip tập, đó là trước khi mọi người thổi, mọi người phải bấm cái phím xuống rồi mọi người mới thổi. Giả sử nhé, ví dụ bây giờ mọi người tập, mọi người đang thổi nốt đồ, thì trước khi mọi người qua nốt rê, mọi người phải bấm xuống nốt rê sẵn, xong mọi người mới lấy hơi thổi, thì nó sẽ dễ dàng và nó sẽ chính xác nhất. Chứ đừng như thế này nhé, đang thổi nốt đồ xong, thấy giờ, hoặc là nhá, đừng làm như thế, luôn luôn chuẩn bị sẵn. Đây là những cái bài tập cơ bản, sau này mọi người tập chạy nó thì nó sẽ là những bài tập khác. Bài tập cơ bản mọi người phải luôn luôn chuẩn bị sẵn nón, bấm sẵn và thổi. Và thổi ngân dài, môi rung, hơi đẩy ra và tiếng kèn tròn trịa đẹp, và hết hơi, lấy hơi thổi tiếp. Nhá, bây giờ sẽ ví dụ làm một lần cho mọi người coi. Trường hợp 1, từ son xuống, lấy hơi sau,
Đây mọi người thấy không? Nó rất là dễ dàng, nhưng mà Ân biết là có nhiều người sẽ rất nhàm chán với bài tập này. Nhưng bài tập này là một bài tập để luyện tiếng kèn đẹp, gọi là cực kỳ hữu dụng, và cả thế giới ai cũng tập bài tập này. Nên thành ra nếu mọi người muốn tiếng kèn mình đẹp và môi mình khỏe, mọi người phải tập bài tập này. Tiếp tục nốt pha nhé. Kiểm soát hơi. Ok, đúng mình. Ok. Cuối cùng là bắt đầu. Và nếu mọi người đã làm được 5 nốt rồi, mọi người có thể kết hợp. Coi là nếu những ai bắt đầu bằng nốt son thì đi từ son fa mi re đồ, xong đi ngược lên re mi fa son fa mi re đồ, làm liên tục như vậy là mọi người sẽ thấy là môi mọi người thả lỏng căng, thả lỏng căng. Và những người tập từ nốt đồ cũng vậy, đồ re mi fa son, xong đi xuống fa mi re đồ, xong đi lên re mi son, và cũng tập y chang vậy, thì mọi người sẽ thấy là dù mọi người khởi đầu bằng nốt son hay khởi đầu bằng nốt đồ thì bây giờ mọi người cũng bằng nhau, ai cũng thở được 5 nốt. Ok, hy vọng mọi người thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.